Xin chào mọi người, hôm nay mình muốn chia sẻ cho mọi người về những cái tâm tình, tâm sự và những cái câu hỏi mà mình sẽ trả lời cho mọi người sau 4 ngày mà mình ở Hạ Long. Có nhiều anh chị em hỏi là tuần này Khải có diễn ở Hạ Long nữa không để cho chị ra xem, bởi vì tuần vừa rồi chị chưa đi Hạ Long được. Thì câu trả lời của em là không. Người ta nói tình đẹp nhất là tình còn dang dở. Tuần vừa rồi em có diễn ở Hạ Long 3 đêm, thứ 7, chủ nhật, thứ 2. Em diễn ít ít vậy thôi thì vui, chứ mà diễn nhiều quá em sợ là mất vui đấy mọi người ạ. Có một vấn đề nữa mà mọi người bàn tán rất nhiều, đó chính là chắc là Khải được nhiều tiền lắm sau 3 đêm diễn ở Hạ Long. Vậy thì bây giờ em sẽ nói là em được gì và em mất gì nhá. Cái mà em được lãi đầu tiên và lãi nhiều nhất chắc chắn là được lãi tình cảm từ mọi người. Mọi người có thể thấy mỗi khi mà mình diễn ở đây thì mọi người tới xem và quay video mình cực kỳ nhiều. Cũng có rất là nhiều anh chị từ rất xa đi đến đây để xem em nhảy và chụp hình cùng em. Nhưng mà có thể là do ngày hôm đấy là quá là đông cho nên là em không thể chụp hình được với hết tất cả mọi người. Mọi người thông cảm giúp em nhá. Còn cái được thứ hai chắc chắn là được tiền rồi đã. Có sao thì em nói vậy. Nhưng mà tiền này là tiền gì? Tiền này là tiền bo của những anh chị em mà yêu quý em và tặng cho em trong khi mà em nhảy. Những đồng tiền đó dù nhiều dù ít em đều rất trân trọng và trân quý, bởi vì đó là tình cảm của mọi người dành cho em, cho nên là em đều nhận nó bằng hai tay. Đó là những cái được. Còn cái mất là cái gì? Mất hai chỉ vàng. Chuyện là cái bộ hồng hài nhi em có dùng một cái phụ kiện là một cái lắc vàng hai chỉ của mẹ em để em lên em nhảy, nhưng mà không biết là em nhảy sung quá nó rơi ra lúc nào không biết, xong rồi là dẫm lên nữa nó gãy tan thành 6 thành 8 mảnh. May quá có một anh khách đứng ở dưới anh chỉ cho em để em mới biết đấy. Mẹ em vẫn chưa biết chuyện này đâu nha. Còn một câu hỏi nữa mọi người hỏi mình là tại sao khi mình đi nhảy mình không kiếm được mấy bộ đồ nào mà đẹp đẹp như mấy chị dancer mà câu trả lời của mình là mình cũng không phải là một dancer, cho nên là mình không có được những cái bộ đồ đẹp như mấy chị dancer ở đấy. Trong lịch trình của mình là mình chỉ diễn hai bộ thôi, một là bộ đồ rê mí, hai là bộ hồng hài nhi. Tuy nhiên là diễn sau bộ hồng hài nhi rồi thì mình thấy tình cảm của mọi người quá nhiều và quá nhiều anh chị chưa được xem mình nhảy, cho nên là mình mới đi mua vội thêm hai bộ nữa là bộ xanh và cái bộ vàng mình diễn cái đêm cuối đấy mọi người ạ. Bật mí luôn cho mọi người một cái bí mật, đó chính là bộ đồ rê mí và bộ hồng hài nhi là bộ đồ mình tự chế ra từ những cái đồ cũ ở trong nhà của mình. Ví dụ như bộ hồng hài nhi nhá, cái áo thì là đồ cũ của chị tiểu thư Sài Gòn tặng cho mình mấy năm rồi cơ. Cái quần thì là mình cắt nó ra từ cái quần cũ của chị mình cơ, ban đầu nó là cái quần dài. Cái khăn choàng thì chính là cái khăn trải bàn cũ của nhà mình luôn, nó vừa hơi bẩn mà nó lại còn đang bị hơi rách nữa cơ. Còn cái vòng cổ to to màu vàng đấy là bố mình đi sang cửa hàng sắt, bố mình mua sắt về tự uốn rồi tự sơn đấy. Có một cái nữa nhiều người nói là sao Khải nhảy không đẹp và động tác nó không có được phong phú, thì mình xin trả lời là như thế này: thực ra mình cũng không phải là dancer và mình chưa từng đi biểu diễn ở bất kỳ một nơi nào hết, cho nên là mình không có được kỹ năng và kinh nghiệm biểu diễn như một dancer chuyên nghiệp. Một vấn đề nữa là cái nhảy này này nó có rất nhiều động tác đứng, ngồi, quỳ, nằm, lăn, trườn, bò, đủ kiểu. Nhưng mà theo cái quan sát cá nhân của em thì đây là một nơi mà có rất nhiều người đến, bao gồm cả trẻ em nữa, cho nên là trang phục cũng như là động tác của em cũng phải tiết chế lại rất nhiều để mà tôn trọng tất cả mọi người, cho nên là nhiều khi nhìn nó không có được phong phú. Cho nên là mọi người cũng thông cảm giúp mình nhé. Mọi việc trên đời này thì đều có hai mặt của nó. Ví dụ như việc em đi đến quán em nhảy thì nó cũng rất là tốt, giúp cho mọi người đến quán rất là đông. Tuy nhiên là cái việc đến đấy quá đông thì nó cũng có những cái mặt hại của nó, bởi vì mọi người đến đây quá nhiều và nhiều người muốn chụp ảnh với mình, cho nên là an ninh cũng khó được kiểm soát hơn. Ví dụ như những lần này đi thì phải có ít nhất 7, 8 hay có khi là 10 anh an ninh dẫn bọn mình đi thì bọn mình mới đi được. Như thế mình thấy cũng hơi ngại và nó cũng không được hay lắm, bởi vì là những anh an ninh đấy thì sẽ không còn nhiều thời gian để mà take care cũng như là đảm bảo an ninh ở trong quán. Như vậy thì cũng ảnh hưởng không tốt đến cái trải nghiệm của những vị khách ở trong quán. Vậy nên mình nghĩ mình qua đó chơi 3 ngày như vậy là đã quá đủ rồi mọi người ạ. Em xin cảm ơn quán đã chào mừng và tiếp đón bọn em một cách nhiệt tình. Em cũng xin cảm ơn tình cảm của mọi người rất là nhiều nha. Hẹn gặp lại mọi người và hẹn gặp lại Hạ Long vào một dịp nào đó gần nhất nha.